Bữa nay ta trúng mánh rồi, toàn là đồ quý không. Mình xét nước quá, mình đi ra uống nước đi rồi hồi mình hay vô chơi tiếp. Đây giờ đây là cái kết cho một buổi chiều đá banh bắt ổn nè các bạn. Dân ơi, chị nói nghe cái này nè. Cái bọc này là đồ quá dư lắm. Hai chị mình phải giữ cẩn thận để kẻo người ta lấy. Ha ha, bữa nay ta trúng mánh rồi, toàn là đồ quý không. Mình xét nước quá, mình đi ra uống nước đi rồi hồi mình hay vô chơi tiếp. Đi đi ơi. Canh lâu như vậy, cuối cùng cơ hội cũng đã đến. Để coi ở trong này có cái gì mà tụi nó quý giá quá. Ủa, sao có con chuột trong này? Để coi còn cái khác không. À, combo kẹp ta rồi. Sao kỳ vậy, tụi nó nói tao quý không mà. Cái gì nữa đây? Trời ơi, cứu tôi. Tao chạy thôi. Cái này là đồ giả, mình chỉ chọc bà già xấu tính thôi nha các bạn. Đáng đời bà cô xấu tính. Trái banh nó xẹp rồi, để anh bom lên mình mới chơi được nghe em. Không có đồ bom banh cho nên anh sẽ bom bằng cái ống này nghe em. Đồ bom có anh nút độc quá, đem bom tiếp anh nút. Trời ơi, thôi được rồi, mình ra đá đi em ơi. Rồi em chuẩn bị rồi, anh nút đá đi. Em chuẩn bị đi, coi anh biểu diễn nè. Thôi là em đã né ra rồi à. Là con trai là phải mạnh vậy đó. Được thôi, anh đợi đó. Oh no. Thôi để anh xuống sông vớt cho. Út Vĩnh à, lên, con đứng lên dưới đó nguy hiểm lắm đó, đi lên đi con. Cô Năm ơi, trái banh của con nó trôi tuốt ngoài sông rồi, làm sao con vớt được. Rồi con đứng đó, con nhúng một hồi nó trôi tới sông sáng xà no ngoài ngoài luôn quá. Đi xuống bơi ghe vớt chứ sao nữa. Giờ đây là cái kết cho một buổi chiều đá banh bắt ổn nè các bạn. Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.